Nha, hôm nay mình sẽ về cái video này nha mọi người. Nếu mà các bạn thấy ồn là các bạn không kể cho mình chứ nha. Tại vì đời rồi trời nó phải nhiệt chứ mình. Hôm nay mình sẽ kể các bạn là một tại như vậy nha. Tại một cái như vậy nha. Đầu tiên á, các bạn bấm vô những cái hình đây nha mọi người. Okay. Bây giờ thì mình chuyển góc của nó mọi người. Trời ơi, mới thấy một con kia. Một cái sợi. Ok. Bạn nào mà nếu mà ok, mình sẽ làm tóc hồng. Thì cái nước của nó là mình không biết là mình sẽ như thế này. Tại vì cái nhạc mình không biết làm tạo là sẽ cái nó này đó. Cho nên cái nhạc nó trong người. Nhớ bà chị ơi. Không biết mình chọn băng mẹ ta mắt này đi. Mình sẽ làm một bé khô. Nó cũng là nhân vật. Nó cũng là thú. Nó có khác nhau nữa mọi người. Mình sẽ làm một bé mèo của ti. Mà biết sao rồi. Chọn cái đuôi này giống cái mèo ta. Mình sẽ chọn cái này nha mọi người. Không phải là hiện hỏi là cái gì. Mình là một kiểu nhân vật. Các bạn đừng có suy nghĩ đến cái cảnh những gì mình vừa làm. Mình rất hối mà. Yêu ý. Mà ít độ không đây chứ. Cái gì đó không hiểu lắm. Nhưng mà cái tên của tôi tên anh đang kêu mình không biết. Chẳng hạn mình chưa kêu mình xưa. Mình cũng không biết có cách xem luôn. Các bạn chỉ có thể tìm lập mà thôi. Ok. Nó có mà lên học. Bạn hay hay thì hãy nhấn làm sao cho mình nha. Nếu mà còn thấy đẹp nữa thì vậy nhấn người vô cũng được. Ngày mai mình nghĩ là mình sẽ tạo thêm video nữa nha mọi người. Cái gì mình tạo hơi chậm nữa các bạn không kể cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ xong cái cảnh này. Mình sẽ kiếm cái chỗ này. Ok. Bây giờ mình nghĩ là... Ủa? Đây đây. Các bạn có biết cái gì mà... Ý giống nhỏ.
các bạn thấy hay á, cho mình thử một sai đi. Bây giờ mình sẽ trang trí nó bằng cách đó chính là mình cũng không biết nữa. Mình phải hy sinh này rồi. À, yêu yêu mọi người. Bơi, 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 bơi. Mình cũng không biết nữa. Mình chọn màu nào đi ta? Cái màu xanh nhất. Mình phải cho màu xanh lá cây ở đây. Xong rồi, bye bye mọi người.